Ngôi sao người Argentina mở toang cửa trở lại Barcelona hè tới sau khi làm lành với chủ tịch Joe Laporta. Năm 2021, Messi rời Barcelona để ký hợp đồng với Paris Saint-Germain với thời hạn 2 năm. Nguyên nhân ra đi chủ yếu là vì những khó khăn tài chính mà gã khổng lồ xứ Catalan đang phải đối mặt. Người từng 7 lần giành danh hiệu quả bóng vàng bắt đầu mùa giải 2022-2023 với phong độ tuyệt vời. Messi ghi 7 bàn sau 12 lần ra sân trên mọi đấu trường, giúp xóa tan nghi ngờ về khởi đầu chập chững của anh tại Pháp. Tuy nhiên, Leo Messi nhiều khả năng sẽ trở lại mái nhà xưa Nou Camp khi hợp đồng của anh và Paris Saint-Germain sẽ kết thúc vào tháng 6 năm 2023. Nhà báo Argentina Veronica Brunati vốn giữ mối quan hệ thân thiết với gia đình Messi mới đăng dòng tweet. Vào ngày 1 tháng 7 năm 2023, Leo Messi sẽ trở lại với là cầu thủ của Barcelona. Nguồn tin từ Tây Ban Nha cho hay Messi sẵn sàng quay về chốn cũ vì mới làm hòa với chủ tịch Joe Laporta, người từng là tâm điểm tranh cãi cách đây hơn một năm. Tin đồn Messi trở lại Catalonia rộ lên vài tuần qua khi chân sút 36 tuổi này bước vào năm cuối hợp đồng với gã nhà giàu nước Pháp. Bản thân Messi cam kết cống hiến cho Paris Saint-Germain cho đến lúc kết thúc giao kèo, nhất là việc các ông chủ Qatar muốn có hình ảnh quảng bá cho vòng chung kết World Cup 2022. Tại Paris, Messi đang hưởng lương gần 1 triệu euro một tuần. Trong khoảng 17 năm khoác áo Barcelona, anh đã chinh phục nhiều danh hiệu lớn cấp câu lạc bộ và 7 lần được vinh danh quả bóng vàng. Tuy nhiên, nhà báo người Ý Fabrizio Romano lại cho biết, trong khi Barcelona đang mơ đưa Messi trở lại, thì vẫn chưa có gì được thống nhất với cầu thủ và câu lạc bộ, Romano khẳng định. Chuyện trò các nguồn tin thân cận với Leo Messi vẫn chưa có thỏa thuận với bất kỳ câu lạc bộ nào, kể cả Barcelona, vẫn chưa có đề nghị chính thức. Đúng là Barcelona đang mơ về sự trở lại của Leo Messi. Nội bộ đang thảo luận về điều này nhưng vẫn chưa có đề nghị chính thức nào. Vẫn chưa có gì đồng ý với Paris Saint-Germain, câu lạc bộ rất thích ảnh hưởng của Leo Messi, đặc biệt là trong mùa giải thứ hai này. Họ muốn gia hạn hợp đồng với anh ấy. Nhưng hiện tại, trường hợp này vẫn chưa có gì được tiến triển. Lý do bởi Leo Messi muốn tập trung vào World Cup cùng tuyển Argentina, muốn tập trung vào mùa giải của Paris Saint-Germain để cùng câu lạc bộ giành chức vô địch Champions League, rồi sau đó mới quyết định sẽ làm gì với mùa giải 2023. Hồi đầu tuần, huấn luyện viên Xavi của Barcelona không loại trừ việc đưa cầu thủ 35 tuổi trở lại Nou Camp khi hợp đồng của Messi tại Paris Saint-Germain sẽ hết hạn vào cuối mùa giải. Trước trận đấu bảng C Champions League giữa Barcelona và Inter Milan, Xavi nhấn mạnh: "Về Leo, chúng ta sẽ biết, hãy chờ xem. Tôi nghĩ đây không phải là thời điểm để nói về việc này. Tôi rất thích Leo, anh ấy là bạn của tôi. Tôi cầu chúc cho anh ấy những điều tốt đẹp nhất. Barcelona là nhà của anh ấy, nhưng tôi không nghĩ đó là thời điểm để nói về Leo. Tôi không nghĩ chúng tôi đang làm ơn cho Leo. Anh ấy đang hạnh phúc và tận hưởng ở Paris và tôi cầu chúc cho anh ấy mọi điều tốt đẹp nhất." Trong khi đó, Phó Chủ tịch Barcelona Ado Romeo cho biết việc đưa Messi trở lại câu lạc bộ là phương diện tài chính là khả thi. Ông Romeo chia sẻ với đài phát thanh Catalonia: "Về mặt tài chính thì có thể anh ấy sẽ trở lại khi là một cầu thủ tự do, nhưng đó là một quyết định phải được đưa ra bởi ban huấn luyện và cầu thủ. Tôi không phù hợp để đưa ra những quyết định đó, nhưng nó sẽ khả thi." Barcelona hiện đang đứng đầu La Liga sau 7 trận với 6 chiến thắng và 1 trận hòa, sau chiến thắng 1-0 mới nhất trước Real Moracao. Phòng thay đồ của Manchester United cực kỳ ồn ào và náo loạn trong giờ nghỉ giữa hai hiệp trận đấu với Manchester City tại sân Etihad. Đó là hé lộ từ một nhân viên của câu lạc bộ Manchester City, người đã nghe thấy Bruno Fernandes và Lisandro Martinez la hét cực kỳ tức giận với màn trình diễn của đội nhà. Cụ thể, tờ Sun Sport của Anh đưa tin, tiền vệ Bruno Fernandes và trung vệ Lisandro Martinez giận dữ hét lên trong phòng thay đồ của MU ở giờ nghỉ giữa hai hiệp đấu. Nhân viên của đội chủ sân Etihad đã nghe tiếng hét rất lớn. Bruno Fernandes và Martinez cực kỳ tức giận các đồng đội ở MU. Họ cho rằng phần còn lại của đội thiếu niềm tin. Sun Sport mô tả, những tiếng la hét vang lên khắp hành lang và thậm chí các nhân viên của Manchester City đứng bên ngoài phòng thay đồ MU còn nghe thấy rõ điều đó. MU đã kết thúc hiệp 1 trong thảm họa khi để thua Manchester City đến 0-4 từ hai cú đúp của Erling Haaland và Phil Foden. Bước sang hiệp 2, MU cải thiện được tình hình khi ghi được 3 bàn thắng nhờ công của Anthony và Anthony Martial 2 bàn. Nhưng Haaland và Foden cũng kịp ghi mỗi người một bàn để cùng lập hat-trick ấn định chiến thắng 6-3 cho Man Xanh. Trong thời điểm Manchester City từ đội bóng làng nhàng bắt đầu vươn lên mạnh mẽ, huấn luyện viên huyền thoại Alex Ferguson đã gọi Manchester City là gã hàng xóm ồn ào. Bây giờ chính các cầu thủ MU lại gây ồn ào ngay tại nhà của những gã hàng xóm ồn ào. Sau trận đấu, Bruno Fernandes cho biết, "Ngay từ đầu, thái độ và niềm tin của đội là không tốt. Nó đã khiến chúng tôi gặp rất nhiều rắc rối và khiến chúng tôi phải nhận bàn thua sớm. Sau đó, Manchester United thay đổi và hiệp 2 đã tốt hơn nhiều. Chúng tôi thực sự thất vọng, nhưng bây giờ đã đến lúc tập trung vào trận đấu tiếp theo và hiểu rằng Manchester United đã phải quay trở lại với những màn trình diễn như trước đây, với niềm tin và mọi thứ. Cùng nguyên tắc là phải đoàn kết. Chúng tôi hiểu rằng điều này không thể khiến chúng tôi sụp đổ."
Thông tin cho biết thêm, sau trận đấu, phòng thay đồ của MU dường như yên ắng hơn hẳn, không còn những tiếng huyên náo la hét của các ngôi sao đội chủ sân Old Trafford. Huấn luyện viên Erik ten Hag đã gửi đi thông điệp yêu cầu các cầu thủ MU trở lại và chiến đấu vì nhau. Chiến lược gia người Hà Lan Erik ten Hag của Manchester United chia sẻ trên Sky Sport: "Chúng tôi đã thiếu niềm tin, tôi ngạc nhiên là tại sao chúng tôi lại không mang nó vào sân. Đó là điều chúng tôi đã làm cách đây 4 tuần trước, nhưng tôi đã thấy được một đội bóng khác với tinh thần khác. Hôm nay, chúng tôi đã thi đấu không thuyết phục. Luôn luôn khó khăn để tìm ra lý do tại sao lại như vậy, đặc biệt là ngay sau trận đấu. Tôi sẽ phải nói chuyện với các cầu thủ của mình và tìm hiểu. Họ biết rằng họ có thể làm tốt hơn." Bạn đã xem màn trình diễn trước Arsenal và Liverpool, nhưng nếu bạn không chiến đấu, điều mà chúng tôi đã không làm trong trận này thì bạn sẽ gặp khó khăn trước một đội bóng như Manchester City. Một lần nữa, Manchester United đã thi đấu thực sự thiếu niềm tin. Vào lúc 23:45 ngày 6 tháng 10, Manchester United sẽ đến làm khách trên sân của Omonia ở lượt trận thứ 3 vòng bảng Europa League. Cựu tiền đạo của Swansea, Muji cho rằng Erling Haaland và Kylian Mbappe sẽ là những ngôi sao thống trị bóng đá thế giới trong tương lai. Michu, người từng khoác áo các câu lạc bộ như Real, Oviedo, Celta Vigo, Rayo Vallecano hay Swansea, hiện đang là giám đốc thể thao của câu lạc bộ Rangers. Sát thủ một thời của Premier League cho biết anh vừa mới gặp Erling Haaland ở Đức cách đây vài tháng và tiền đạo người Na Uy đã tặng tiền bối một chiếc áo của Borussia Dortmund. "Tôi đã tặng cậu ấy một chiếc áo đấu của Borussia và cậu ấy cũng đã tặng tôi một chiếc áo của Dortmund. Tôi rất vui vì cậu ấy đã tạo được ảnh hưởng tại Anh. Cậu ấy sẽ trở thành một ngôi sao ở châu Âu cùng với Kylian Mbappe. Họ sẽ thống trị như Messi và Cristiano Ronaldo đã làm. Nếu không gặp chấn thương nghiêm trọng, cậu ấy có thể chơi 13 hay 15 mùa giải nữa ở cấp độ cao nhất. Nếu mọi việc suôn sẻ, cậu ấy có thể ghi hơn 300 bàn." Michu cũng nêu quan điểm rằng thật tiếc khi Haaland không chọn La Liga làm điểm đến. Anh nói, "Không sớm thì muộn, cậu ấy cũng sẽ chơi thi đấu ở giải quốc nội của chúng tôi, La Liga. Nhưng với tài năng đang có, không quan trọng là cậu ấy chơi ở đâu, cậu ấy vẫn sẽ luôn ghi bàn." Kể từ khi Premier League khởi tranh, Haaland đã lập 3 hat-trick đều ở sân Etihad và cán mốc 14 bàn thắng chỉ sau 8 vòng đấu. Anh đang bỏ xa người đang đứng thứ 2 Harry Kane 7 bàn và chẳng đầy cơ hội giành danh hiệu chiếc giày vàng châu Âu mùa này. Nhà vô địch SEA Games Vũ Thành Nga xin lỗi đồng đội Nguyễn Văn Quyết về vụ hành hung trong buổi tập và nhận án cấm lên đội tuyển đến hết năm 2022. "Chúng tôi đã tham mưu để Tổng cục Thể dục Thể thao xử phạt trong vụ xô xát ở đội tuyển đấu kiếm." Ông Phùng Lê Quang, trưởng bộ môn đấu kiếm Tổng cục Thể dục Thể thao, nói với VN Express sáng ngày 5 tháng 10. Theo đó, Vũ Thành An sẽ không được triệu tập lên đội tuyển đấu kiếm Việt Nam tới hết năm. Với vận động viên, không được lên tuyển tập luyện là hình phạt nặng. Xung đột xảy ra trong buổi tập của đội tuyển là Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao Hà Nội ngày 23 tháng 9. Thành An cho rằng anh nổi nóng sau khi đồng đội có thái độ tập luyện không tốt và văng tục. Tuy nhiên, Văn Quyết khẳng định đã tập luyện bình thường thì bị đàn anh vụt mạnh vào lưng nên dừng lại. Sau đó, anh ra nghỉ thì bị Thành An đấm và tấn công bằng kiếm, dẫn đến bị chảy máu và phải nhập viện. Gia đình Văn Quyết sau đó làm đơn gửi lên công an quận Nam Từ Liêm. "Nếu vận động viên biết sai, nhận lỗi và sửa, chúng tôi sẽ xem xét, có thể gọi lại vào cuối năm, còn nếu không, án phạt sẽ được duy trì. Quan điểm của chúng tôi rất rõ ràng, nếu là ngôi sao mà cư xử không tốt thì cũng thải loại. Rất may là Thành An đã nhận ra sai lầm. An và Quyết phải hiểu ra rằng vụ việc lần này rất nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn tới đội tuyển." Ông Phùng Lê Quang nói thêm. Theo Văn Quyết, tối ngày 3 tháng 10, Thành An đã tới nhà để xin lỗi và cũng hứa sẽ xin lỗi trước đội tuyển và truyền thông. "Nếu anh ấy đã nhận ra sai lầm, tôi cũng không muốn để sự việc đi xa hơn. Dù gì cũng là đồng đội của nhau, tôi chấp nhận lời xin lỗi này." Văn Quyết nói thêm. Trước đó, bố Thành An cũng tới ra gặp gia đình của Văn Quyết để xin lỗi thay con. Thành An là ngôi sao của đấu kiếm Việt Nam, từng giành 7 huy chương vàng tại 4 kỳ SEA Games liên tiếp tham dự Olympic 2016. Anh cũng được chọn cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic 2016 và SEA Games 31. Ở đại hội hồi tháng 5, Thành An và Văn Quyết cùng các đồng đội đã giành huy chương vàng nội dung kiếm chém đồng đội nam ở cho Việt Nam. Riêng Thành An bảo vệ thành công huy chương vàng cá nhân nội dung kiếm chém.